Rồi con xin chào cô chú và chào cả nhà. Ngày mới con xin kính chúc cô chú cả nhà thật nhiều sức khỏe. Con đang dọn dẹp phòng mèo cho bé một chút, con lau dọn sạch sẽ để con qua đây con nằm con ngủ với các bé một chút. Là do tại vì con với em con bị dính Covid rồi cô chú ơi. Em con nó đi học trên trường á. Mấy bữa nay trường học của em con bùng phát dịch rất là nhiều. Chỗ mà con học nghề cũng bùng phát dịch thì con nghĩ mấy bữa nay thì không sao, nhưng mà em con lên trển nó bắt buộc phải đi học, có tiếp xúc với bạn bè của chú. Em con thì tối ngày hôm qua nó bị đau họng quá, nó sốt, thì sáng nay mẹ con chở đi test 2 dạch, giờ tới lượt con luôn rồi cô chú ơi. Con cũng đau họng quá trời luôn rồi cô chú. Giờ con dọn dẹp bên đây con ở bên đây cô chú. Chú coi bơ kìa, uống nè. Con dọn dẹp sạch sẽ rồi cho mấy bé. Lỡ mai chú, tại vì con với em con bệnh rồi nên là hôm nay để tắm cho các bé sạch sẽ, rồi đỡ ví dụ như trường hợp mà có mệt mỏi hay là gì đó cô chú ơi, các bé dơ quá nó hôi thì không có sức làm luôn cô chú. Con cũng phụ mẹ con luôn. Đó, mẹ con thì tắm cho các bé, con thì sấy sấy xong rồi là bắt đầu con ở trên lầu xuống luôn rồi chú. Con chăm mèo, con cũng ở trên phòng mèo con chăm cho các bé, con đảm nhiệm chăm cho các bé mèo ở đây để con cũng ngủ chung luôn. Con dọn phân rồi con lau phòng, con chăm cho các bé mèo, còn mẹ con thì chăm ở nhà dưới, nên là thời gian này á, thì mẹ con sẽ tự quay giống như là cách sinh hoạt của các bé, mẹ con quay lại xong rồi con sẽ làm phim con đăng cho cô chú cả nhà mình cùng xem cho đỡ nhớ các bé hết. Chứ hiện tại là con không xuống được, tại vì mẹ con cô chú thấy mẹ con cũng còn yếu, là do cũng mới mổ cô chú nên con phải kỹ lưỡng này kia cô chú ơi. Phút này là mẹ con đang tắm cho bé Ly, là con đang dọn dẹp ở trên lầu cô chú, tắm rửa sạch sẽ xong rồi con xuống con phụ con sấy cho các bé. Dạ, ở phút này là mẹ con đang tắm cho bé Muội Muội, còn bé Ly thì con đang phụ mẹ con sấy ở bên trong đó cô chú. Hôm nay là tắm hết cho Ly, Tỷ, Muội với lại Út Tiêu, Long Thái cô chú ơi, tắm hết bé nào cũng tắm hết cô chú. Mimi hôm bữa cũng mới tắm rồi, Mình tiêu Mimi vô. thì mới chích ngừa chứ không có tắm được cô chú. Dạ, các bé nhà con không được gì chứ ngoài cái tấm ngoan là con rất là tự tin cô chú ơi. Đứa nào cũng ngoan hết cô chú, mà nói về tắm mà ngoan nhất là Út Tiêu với dì Muội cô chú. À, ngoan nhất là Út Tiêu dì Muội, còn bé Tỷ thì bé Tỷ thì không có ngoan bằng Muội cô chú ơi. Bé Tỷ hay nhảy lên người, nhiều lúc mà bé Tỷ quảng bé Tỷ nhảy lên người không mà ướt người. Út Tiêu với dì Muội là ngoan nhất. Lát nữa tới Út Tiêu cô chú coi nha, Út Tiêu đóng rất là dễ thương mà rất là ngoan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cô chú coi Út Tiêu kìa. Út Tiêu có nhiều chuyện lắm. Nó biết sắp tới lượt Út Tiêu đó được tắm rồi sao thưa cô chú. Mỗi lần con tắm cho mấy bé là nó hả, Út Tiêu có nhiều chuyện dữ lắm. Nhiều lúc hả đang tắm xài nước ướt ổng ra ổng nằm luôn, ổng ra ổng nằm nhìn tên ta tắm, người ta tắm nhỉ cô chú, không biết cái đam mê gì nữa đó. Cô chú coi nó nhìn gì tẩy tắm đắm nước luôn rồi. Và rồi thế là anh đã bị bắt cô chú. Mẹ con kêu Út Tiêu là bắt giới luôn rồi cô chú ơi. Nó mập quá mà cô chú, này nó tròn dữ lắm rồi. Hả cô chú thấy có ai mà tắm ngoan không? Phương nãy con nói cô chú, bé nhà con tắm ngoan lắm. Út Tiêu là nó ngoan nhất. Có ai mà tình nguyện giống như Út Tiêu chú tắm mà nằm giống như là hưởng thụ, đúng kiểu hưởng thụ, hưởng thức luôn đó cô chú ơi. Hả? Rất là sung sướng. Nằm xuống cho tắm cho gãi muốn làm gì làm. Tắm rất là dễ. Út Tiêu tắm rất là ngoan, ngoan nhất luôn cô chú. Út Tiêu mà bé mà tắm ngoan, nếu mà đứng thứ hai thôi thì chắc những bé mà đứng thứ một là hơi bị ít luôn cô chú. Ngoan lắm. Nên nhiều lúc mấy clip trước con có đăng cho cô chú coi, nhiều khi hả nằm ngửa ra cho tắm luôn á. Dễ lắm, dễ thương lắm cô chú. Mày tắm không? Vui thì người luôn, màu đen cái nó lấy ra màu đen luôn, nó sung quá nè. Chưa cái xong rồi cái vũ. Đang vũ đâu không? Thank you.
Con tắm cho mấy bé, con ở trong con phụ sấy rồi cô chú, tắm hết nên là tắm hết luôn tất cả các bé luôn cô chú ơi. Ly, Tỷ, Muội, Út Tiêu, Long Hải, mẹ con thì tắm, con thì sấy, con sấy xong cho Long Hải, xong con cũng lên tắm rửa thay đồ, xong bắt đầu con đi mua mấy ép chứ lại con đi mua những cái dừa đồ này kia cô chú. Để về nấu uống vừa gần luôn cô chú ơi. Long Hải ơi, hai sái cho con nha. Ô, mập luôn cô chú, này thấy mập luôn á. Các bé đã được tắm sạch sẽ thì con vụ mẹ sấy xong con lên lầu con trốn cô chú ơi, tại vì con dính rồi á, nên là con dính cô chú rồi á, con sợ gần mẹ nhiều quá không tốt, nó bị bay, nó bay vô vít luôn cô chú, nó bay hơi á, con sợ mẹ con bị yếu. Mẹ con cho Bình Yên ăn nè cô chú ơi, ăn cháo. Nhìn bé Bình Yên ăn cái số lượng mẹ mang càng ngày càng nhiều hơn đó, cô chú ơi.
bé Bình Yên là mẹ con á, rất là thương em, lúc nào cũng bồi bổ đồ ngon nhất cho em để em ăn, để nói chung là một tia hy vọng rồi đó, có thể mong em mau hết bệnh cô chú ơi. Người ta em ăn miếng mày nghe không? Em ăn thấy tội nghiệp không cô chú? Rất là tội nghiệp luôn á. Rồi con cũng xin khép video clip tại đây. Con cảm ơn cô chú cả nhà đã luôn yêu thương các bé và ủng hộ cho con. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Con xin chúc cô chú cả nhà mình xem clip vui vẻ. Hẹn cô chú cả nhà trong clip tiếp theo. Dạ con xin bye bye cô chú và cả nhà mình. Cô chú nó ăn uống cái miệng nó vậy đó, cô chú ơi, rửa miệng cho nó đi, cô chú. Nó uống cái nước rồi rửa miệng.